Đây là bánh đúc hả chị hả? Đi đi ngang bên chỗ chờ bà Triệu, thấy cái xe bánh đẹp quá, dừng lại mua và quay phim với mọi người. Chị nói cái bánh này là bánh bánh gì chị? Mấy căn à? Đây này mọi người, cái xe bánh đẹp ghê không? Okay, tờ số. $10,000 một hộp, bánh gì cũng có, đầy đủ các loại mọi người. Đây là nước cốt dừa. Chỗ này bán khách rất là đông luôn. Đầy đủ hả? Chị một hộp đầy đủ thì bao nhiêu tiền chị? 10,000 Còn 10,000 luôn ha. Còn có mổ mà lấy gì con? Có mổ. Mà lấy gì nữa? Lấy cái bường không? Đóng rồi. Chưa thì chưa là đi rồi. Đây là một hộp đầy đủ 10,000 này mọi người. Đâu không? Chị bán ngay chờ bà Triệu, ngay chỗ tiệm vàng Mỹ Hồng luôn, ngay ngã tư luôn. Chị bán từ mấy giờ mấy giờ chị? Chị bán đây từ 12 giờ tới 1 rưỡi em. Dạ, bán có tiếng mấy đó hả? Dạ. Dạ. Mấy giờ bán bữa đi ra cái giờ vòng từ 30. Giờ này là bán đông nghẹt luôn. À vậy à. Dạ. Mười hết, tất cả đều 10,000 hết. Rẻ quá, mua thêm luôn. Bánh đúc lá dứa hả chị? Dạ. Dạ không?
cái này là cái gì á chị? Nước đường. À nước đường. À. Đường ăn ở bánh đúc. Chị, cái khoai mì đó là mình cào sợi chị hả? Dạ. À. Dạ. Làm kịp tay luôn á ha. Trời, cái bữa bán được lắm. Dạ. Bây giờ ta đi chùa hết. Cho mặt tôi đổ con gà không? Ê, bên tiền chuyên gia ghép cô mình phải đặt một hộp không nha nha. Ờ, chị có đăng lên chợ, tự chị không biết xài. Mình thấy không có cần đăng chị. Quá trời khách luôn. Tới không? Phải chờ thôi chứ khách quá trời đông mà. Ai tới trước thì mua trước thôi.
Bắt mồ hôi luôn á. Bán hết xe này thôi hay là còn nhà còn xe nữa chị? Dạ, cái này được quay mì ăn với gì á chị? Trang vô giúp em luôn ha. Trang vô luôn hả? Dạ, Trang ăn liền mà. Sao ạ? Trang liền nhiều lắm.
Nhiều lắm hả? Vậy tôi lấy 15 ngàn thôi. Ồ nhiều vậy. À, rồi trang vừa vừa nước dừa thôi nha chị. Trang nhiều nó tràn á. Rồi như vậy thôi đúng không? Rồi đây đây. Rồi cảm ơn chị, em trả tiền sau nha. Đây nè mọi người. Đây là khoai mì. Cái này là khoai mì sợi vậy chị ha. Dạ. Rất là đẹp luôn. Mình có mua một hộp. Đây, là số điện thoại của chị luôn. Ai muốn ăn thì gọi điện. Chị tên gì á chị? Nhân hả? Dân hả? Dạ. Dạ chị Vân á mọi người. Đây cái khoai mì của chị Vân, khoai mì sợi. Ăn thử thử mọi người. Khoai mì mà chị bào thành sợi và chị cuốn lại thành cái viên đó mọi người. Cái là mình cào cào sợi ra gì hả? Xong rồi mình viên lại ha. À.